Nên em có một đôi chung rất là chất nha các bác nhá. Dòng chung này thì quá là đỉnh cao luôn rồi. Đây là đôi chung mà đây, như mọi người có thể nhìn thấy nhá. Ở đây xung quanh của nó thì là viền gang đúc, toàn bộ của nó là viền gang đúc này các bác này. Đây, xương gang này các bác nhìn thấy không? Gang rất là kinh cho mọi người luôn. Đấy, viền này, liền khối nhá. Những cái loại mà xương gang đúc liền khối này thì toàn là của loại cao cấp thôi các bạn. Đây, đây là đôi chung của Sony. Con này thì ở đây thì em thấy ghi là 8 ohm này, 40W, made in Japan. Đấy thì có thể là cái trở kháng của nó là 8 ohm, công suất là 40W. Đấy, made in Japan, được dập trên cả viền khung của nó luôn nha các bác nhá. Đấy mọi người thấy không? Rất là xịn sò nha mọi người luôn. Dòng chung này thì đây là dòng siêu chung, tức là bắt đầu nó hơi hướng sang cái phần gọi là giảm thiểu cái độ độ vất của chung. Đấy là bắt đầu nó làm sang cái dòng siêu chung nên chất âm. Mặc dù chung thì với cái kích thước củ nó nhỏ hơn, nhưng mà chất tiếng, cái chất âm mà chung mà đưa ra cho mình ấy, thì nó lại không hề kém cạnh so với cả những dòng chung to nha các bác nhá. Đấy, quá đỉnh luôn này. Đây, chung bên trên rất là đẹp, nhìn cực kỳ sang, đẹp thực sự cho mọi người. Đây, màng vải này rất là xịn, sờ rất là dày. Cái chất vải ấy, sờ nó không như kiểu, à màng giấy này, nó không như kiểu một số cái dòng giấy mà của những cái con chung khác. Sờ nó mỏng, nó tức là sờ giống như kiểu các anh sờ tờ giấy, mình có thể cảm nhận được cái độ dày và độ mỏng của giấy đúng không ạ. Gân ở đây thì là gân vải nha các bác nhá. Đây, đấy, cực kỳ chất. Em đo luôn kích thước chi tiết của cái chung này cho mọi người này. Chung ở đây thì có đường kính là 15cm. Đấy các bác thấy không, chung rất là to. Và thông thường em nói rất là nhiều rồi, với những cái đôi chung, đôi tép hay là kể cả bát thì nó sẽ tỷ lệ thuận. Đa phần là chung to, bát to thì không thể nào mà ngự trên được cái thùng nhỏ được đúng không ạ. Thứ nhất là nó không hợp lý, nó không thể nào mà cõng được so với cả những cái chung đấy. Thứ hai nữa là về những cái thùng nhỏ ấy, thì nhìn vào thì nó rất là bất thường rồi. Bởi vì so với cả những cái loa ấy, thì các bác biết là loa nhỏ thì tép hay là chung hay là bát thì nó sẽ phải cân đối nhất có thể để tạo cho mình nhìn đẹp và chất hay. Nên là những cái dòng mà chung này, đường kính 15cm, em khẳng định mọi người cái loa của nó phải cực kỳ là vĩ đại, cực kỳ to thì nó mới có cái quả chung như thế này nhá. Này, mà công suất của chung đã là 40W thì các bác biết rồi đấy. Đây, nhẹ nhùng của nó này. Đây các bác thấy không? Đấy, cực kỳ ngầu luôn. Đấy, chất chưa? Đôi này nhá, em sẽ để giá cho mọi người xả sốc đi. Đấy, đôi này em sẽ để cho các bác giá là 1.250.000 nhá. 1.250.000 cho đôi chung ấy đi. Đấy, xả sốc cho các bác đi. Chứ còn những cái đôi này sếp em dặn là những đôi này toàn là đôi đắt tiền ấy, các em phải bán với giá cao. Đôi này các em phải bán giá 1.600.000 hay gì thế. Thôi, em sẽ xả cho các bác đi. Nhân chẳng phải nhân gì cả, nhưng mà dịch dùng các bác chẳng đi lại được thì em sẽ hỗ trợ tiền vận chuyển cho các bác, cũng như là hỗ trợ gọi là một phần nào để cho các bác vẫn sử dụng được âm thanh mà mình không phải quá lo ngại trong cái việc là bỏ tiền ra để mình sắm sửa nhá. Đấy, 1.250.000. Bác nào lấy thì báo với em. Số điện thoại bên là 0966 591 181. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và gặp lại mọi người tại video tiếp theo ạ.